Dạ, xin chào bà cô chú anh chị và các bạn đến kênh Hương Quê. Dạ, hôm nay thì hai chị em nấu một nồi canh bún để bán cho bà con ăn nha. Dạ, đây nè bà cô chú, thì hai chị em có chuẩn bị. Thì cái nồi canh bún bữa hôm nay thì gồm là cua xay. Cái này nương đã nấu bình vớt cái thịt cua ra rồi nè. Còn cái này là chả quế. Cái này là huyết với tàu hũ. Bên đó là bún thì nương đã trụng rồi. Hôm nay nấu cái món mới để bán nha bà cô chú, cho bà con thưởng thức. Cái phần thịt cua này thì nương vớt rồi để cho nó ráo nước nè. Giờ mình sẽ cho vô cái thau. Cái mình để trứng vịt vô, mình quậy lên rồi mình sẽ hấp lại. Đây nè bà cô chú, nương mua 2 ký cua xay. Về mình nấu mình vớt được bao nhiêu thịt cua đây. Mình sẽ đập cái trứng vịt vào. Đánh cho nó đều lên. Giờ nương để cái thịt cua lên cái sẵn mình hấp lại nha. Còn bên đây là cái nồi nước cua nữa mà cô chú. Giờ nương để tàu hũ vô cái nồi nước cua nha mà cô chú. Trong đây mình có để một ít cái màu đều cho nó có màu cam. Để tàu hũ vô cho nó thấm cái nước cho nó ngon. Cái này mình nấu canh bún, cái màu đặc trưng của cái nước canh bún nó sẽ có cái màu cam đất nha. Bây giờ mình sẽ cho một ít cái màu gạch tôm vô cho cái nước mình nó có màu cam. Cái nồi nước lèo bây giờ nó có màu cam mà nè ông bà cô chú. Giờ nó sẽ để huyết luôn nha, cho nó thấm huyết luôn. Đây, cái nồi nước lèo rất hấp dẫn. Dạ, hai chị em nấu nồi canh bún rồi cũng chín rồi ông bà cô chú. Bây giờ hai chị em đem ra ngoài trước để bán cho mấy cô mấy chú ăn nha. Dạ. Đây cái nồi canh bún này. Dạ đây nè bà cô chú. Cái nồi nước lèo nha. Trong đây thì nương để huyết với tàu hũ. Mình mới để cà chua với gốc hành vô. Đây cà chua nương để vô sau. Đó, cái nồi nước lèo rất là hấp dẫn luôn. Dạ, bên đây là bún nha bà cô chú. Canh bún này thì đặc biệt cái cọng này là bún của bún bò nha. Còn bên đây thì cái này là cua, có chả lụa với chả quế. Mình ăn kèm với rau muống với rau nhút. Rau muống rau nhút thì nương đã luộc trước rồi. Bây giờ mình chỉ để vô tô mình trụng rồi để nước lèo vô thôi à. Kèm với hành lá với hành phi. Dạ, hôm nay thì cái canh bún thì ăn đặc biệt là với mắm ruốc nha bà cô chú. Bán vậy để bọc vô cho chị thôi, bọc chị nói là như gì vậy. Để một ít rau muống thì một ít rau nhút, miếng cua luôn không chị em để vô sẵn nha. Một miếng cua, một miếng chả lụa, một miếng chả quế. Chị có mắm ruốc không? Không hả? Dạ. Dạ, bảy cục bột đi. Nước kia hay là nước chung? Chị để nước chung luôn.
Cái tô nó này. Dạ, dì bảy buộc giùm con đi, con mong tay bảy buộc giùm con. Dạ. Có bảy phụ là bán đắt hàng đó. Dạ, dạ 15.000 tặng lon nước ngọt luôn. Hôm nay đặc biệt là hai chị em bán một tô canh bún như vậy là tặng một lon nước ngọt nha một chú. Hôm nay thì hai chị em muốn bán cái món mới để cho bà con thưởng thức. Dạ. Ăn lên mà chút rồi. Dạ gửi đi. Tô đầu trước đi. Dạ. Cái này trên bàn nữa thôi, để cua với cá lụa vô. Dạ, nhắc này lại đông quá rồi. Cái tô đầu trước hôm nay nữa còn cái này đó, đó đây nè. Dạ nghe rồi. Rồi có gì bảy lấy nước ngọt giùm con nha bảy. Rồi đẩy nó ra nói qua thôi bóc. Dạ, hai không tới. Tới. Rồi được rồi được. Dạ. Chú Ninh trước. Chú Ninh mới hàng. Cây gấp đồ. Đây nè bảy. Cây gấp cho kia vô đi. Gấp chả cho nè. À, vậy gấp bún vô trước đi ha bạn. Vớt cái miếng quét mà nó dạ dạ rồi cái gấp bún vô đó vô trước đi chứ để gạo nữa chị con múc nước nữa được rồi. Để con ngồi nó qua chị để qua đi rồi cho bạn dễ rồi đúng rồi đó bạn để vậy cái con múc nước vô cho mẹ dạ cho mày bàn trước đi ha dạ dạ cho nữa vừa dọn ra là tại mấy chú trên bàn đợi lâu lắm rồi. Dạ con kể cho chú. Này có ông Út trước nha. Dạ. Để cho bé bưng chưa? Dạ. Dạ bốn vô bàn ngồi đi bốn. Dạ. Dạ con kể cho chú. Đây một tô canh bún rất là ngon luôn á. Đặt cho bố. Dạ. Dạ bố không? Dạ. Dạ cho bố. Dạ gửi cho chú Vũ. Dạ. Không dẫn hơn ngẫu. Dạ chừa cho ai chú? Rồi. Dạ anh nay ăn thử món mới hả chị em con nấu. Dạ. Ngọc ăn đi ha. Mới múc miếng cho Ngọc. Dạ vậy đợi con. Ủa gì Ngọc ăn luôn hả Ngọc? Hết trên bàn hết nha chị. Trên bàn đủ rồi phải không? Trên bàn đủ rồi. Đủ rồi bé ơi. Dạ có rồi. Rồi rồi tới của mấy cô mua về kìa. Ủa này bé lấy chai ít chứ bé? Ngọc không có, hả? Không có. Để lại rồi đó chị. Ủa vậy không? Bạn Ngọc có luôn. Dạ bố con muốn cút không? Dạ khỏi ha. Dạ 15 ngàn. Không lấy ra hả? Không lấy gì luôn. Tặng lâu nước ngọt luôn mà Út ơi. Dạ ăn tới. Cái tô bự này của của con nữa ha. Không cao. Dạ chứ mẹ con gửi tặng nghe chú Ninh. Chú quý. Dạ ông Út. Con gửi chú Dũng. Để đây nè một cô chú cái một tô canh bún như vậy sẽ để miếng tàu hủ một miếng huyết một miếng cà chua 35.000 sau đó mình sẽ chan nước để góc hành lên để nó hấp dẫn rồi qua Út Thơ để chả lụa với chả quế với cua vào nha cua đây thôi dạ cua gấp đỡ bể. Còn tô nó học tiền thôi mà một chậu luôn phải rồi. Dạ. Bữa nay hai chị em bán 15.000 tặng kèm thêm một lon Pepsi. Dạ. Nay cho bà con thử cái món mới nha. Ăn góp ý coi con ngon hay không. Để đâu. Này để sẵn. Thôi lấy cái tô này cho con. Miếng đường này trước, để dưới trước. Đây là bầu chú tô canh bún. Rồi Út Thơ để chả như con không để
tô nào á? Tô đang làm. Dạ, tô này của bà Sáu hả? Dạ. Dạ, gần 15 ngàn nha Sáu. Sáu, để không để nước. Con này ra đầy đủ phải không? Con này của ai? Rồi để nào. Con này của. Thôi tặng lâu nước ngọt phải không? Nè thôi. Đồ có không ta? Con này có đồ không? Ăn này không? Cái miếng này. Không bút nè. Rồi ghế. Vậy em cảm ơn. Đây. Cô chị ba tô. Ba tô nhỉ. Cảm ơn. Rồi. À, ghế chị. Rồi, có cô hai ghế tặng lâu nước ngọt. Dạ, mời ba ngồi đi. Nè hả? Cay rồi, bút cay. Cay rồi. Để ớt nhiều con. Cay rồi. Tô này cái... Trên bàn không có để mắm guốc á, có gì ăn không mời chị? Cái tô này là để con nhúc không nè bạn? Không để cao luôn thôi bà. Dạ. Đây nè thôi. Để đây chưa còn để ngãi vô nữa thôi. Con nhúc không không, tô này con nhúc. Để cái hành được luôn hả vậy? Dạ. Okay. Rồi, ghé tắt luôn. Đây, hai tô ha. Rồi để vô trong đó giùm chị. Để tô này hai tô này đầy đủ rồi, rồi. Gửi vô đó giùm chị đi. Cảm ơn em. Cái tô này gao đầy đủ rồi chị. Ủa bà ba không gao, không gao, không gao vậy rồi. Không gao gì hết luôn ha. Không gao. Rồi con để xuống đó đi. Cái này gao. Qua ta. Rào. Hai cua. Nó hai tô mà nó bưng từ từ. Của em để gì chút nha. 85 nghìn rồi, cảm ơn em. Rồi, tô này là ra lấy giùm lon nước ngọt cái lon nước ngọt luôn tách ra giùm chị cái nhung đây để dạ. Cho bà ba. Rồi bà ba lấy 5 ngàn giùm con luôn cái này ra đầy đủ nha. Uống nhung dạ. Hả? Dạ. Dạ, cảm ơn. Dạ, con gửi cho bà ba. Dạ. Chú. Dạ, có. Có. Để con để nước riêng cho bác Chính. Đâu? Đây. Dạ, để nước riêng. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Rau này đủ hả Chính? Ừ, để rau này đủ. Có này. 35 nè, một tô canh bún. Dạ, để đây luôn con thấy chứ. Rồi múc nước này lên. Để riêng. Để riêng. Dạ. Này của Nhung đi gãy, lo nước ngọt luôn Nhung. Có hết rồi. Dạ. Rồi, vậy đi, để ăn nước. Nè, con đổ cho bé. Dạ, con gãy đây cho bác Chính. Rồi, dây hung luôn rồi bé. Còn tô của nở kìa không? Quên nha. Tô này nở để ra. Không gao phải không? Dạ. Dạ. Cho Chính lo nước ngọt. Dạ này bán con. Dạ bán mà tặng lâu nước ngọt. Kêu tô mà thôi. Dạ 15 ngàn nữa. Bút rồi. Tô này giao đầy đủ quá. Dạ của cô. Dạ. Tô này không rau. Dạ tặng chú uống lấy lọc đầu năm. Năm mới rồi bán tặng nước ngọt con bốc ơi. Đây là gái cho nè. Mới lại 35. Rồi tặng cho. Dạ nhân con miệng luôn. Dạ, để cho cô. Đụng cho 75 các cô. Dạ. Dạ. Ok, gửi cho cô. Tặng lâu nước ngọt ạ. À. Dạ, gửi lâu nước ngọt.
này của bộ Úc. Chua bọc dạ, 7 chua bọc sẵn như vậy. Ngon ha chú. Dạ 15 ngàn. Chú nên món mới được không chú? Món mới ngon á. Dạ con gửi cho bộ Úc. Khoan nghe chú nè. Dạ bộ Úc lấy đôi nước ngọt con. Cảm ơn bộ Úc. Dạ gửi chú nên. Trên bàn có lấy nước ngọt rồi không? Có lon nước ngọt á. Dạ. Có 7 mấy bịch đây. 60 bịch. 60 bịch đi ha. Dạ gói bánh đó ha. Dạ. Để còn để rau cho. Dạ. Rồi bán được bịch cho con chế nước. Để nước riêng ha, để nước chung bảy. Để nước riêng đi. Chưa dạ. Mà 6 chưa mua. Mà khỏi nấu. Dạ. Múc thêm đi nương. Này lắp chắc vừa đủ của 7 luôn rồi. Dạ đây. Còn khoáng tôm này của cô được không chị? Được được được, được. À, trên đây còn tôm nữa nè. Khoáng tôm như bạn cho chú Bi đó. Hỏi chú Bi có ăn đó chị. Ông lúc nãy giờ vẫn còn cay. Để nước nhiều quá. Nè không? Rồi con múc nước đi. Có mâm gút không con? Dạ thiếp. Dạ, rồi ghé tặng lâu nước rồi ạ. Lấy lọc đầu năm. Dạ. Dạ, 15 nghìn nè. Ờ chú Vũ nãy giờ ăn chưa? Dạ, ăn ngon dễ không? À. Cảm ơn chú Quý. Mới đây bán hết rồi đó. Màu. Màu. Còn mấy bịch 7 mão hết luôn. Này mới 4 bịch nè. Thêm miếng nước đi bạn, thêm miếng nước đi. Nước nhiều ngon. Chín cục cái hai lại. Rồi. Năm bọc thêm đi con, ấy hết luôn đi, hết luôn thôi bạn. Dạ. Cái này còn gì bảy có ăn đây không? Không, đem về đi. Để mua về luôn phải không? Dạ. Chưa. Ủa, chú Vũ trả cho thôi. Dạ. Chưa mấy bả có bánh cái mình ấy ra mình hai tô. Dạ. Hai tô như 30 hả chú? Lẫn. Còn lâu nước ngọt có ngọt nữa. Còn không hết rồi quá. Hết rồi không chị? Còn đủ không? Tại cô 7 mới có 6 bọc à. Vậy hết luôn rồi. Vậy hết rồi em ơi. Còn không bán đi. Nè nè con. Cô uống hết bún rồi. Hết bún rồi phải không? Hết bún rồi. Quên nó hết 2, 4, 5, còn bịch nước nữa bảy ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dạ. Để con hói múc lại 5. Dạ cảm ơn múc. Còn lâu nước ngọt của Ngọc luôn nè. Còn còn ai nữa không? Không còn ai thì lấy luôn bịch tết cho 7 luôn đi. Dạ. Sợ ra đông á, ra đông có bán tiếp rồi. Không có nữa. Không kỳ lắm. Dạ. Để cho. Dạ, dạ hết luôn rồi chú ơi. Dạ. Vừa dọn ra bán chút xíu là hết trơn rồi. Chia cái hai bịch nữa không ta? Hơi ít bánh. Mới để hết luôn, để hết luôn đi một. Hả? Dạ. Hết. Chú còn chú còn nước lèo mà hết bánh.
bịch này nó đủ nước không bạn? Đủ rồi. Rồi, em biết là cái 6 bịch kia, 6 bịch đỏ không sao? Dạ. 2, 4, 6, 7 bịch rồi đó chị, thêm bịch nước nữa. 2, 4, 6, 7, ồ chị đủ rồi, đủ rồi, đúng không? Đủ 7 bịch. Rồi còn mấy, còn còn lại 7 máu hết luôn rồi ông bà. 7 bịch. Quá nhanh. Bán quá nhanh luôn. Dạ. Tính tiền đi chị, em để vô cho 7 bịch. 7 bịch. 5 bịch thì nó 75.000. Cái kia 30 nữa là 105.000. 100. 105.000. Nè thôi lấy bán 100.000 thôi. Dạ 100.000 được rồi. Có công thôi. Dạ. 7. 7 mão hết luôn. Vô lấy nước ngọt đi, lấy nước ngọt nữa. Dạ còn. Một bịch, hai bịch. Cha dọn tô luôn. Này nguyên gia đình ra bán canh bún. Nào. Để chung luôn các bạn. Dạ rồi, đến đây. 7 rồi, xong. Lấy 7 bên lấy muốn guốc không để con vô bịch cho. Vô vô chung một bịch nóng guốc đi. Vô chung một bịch đi. Dạ nãy giờ hai chị em mới dọn ra hết luôn. Rồi được rồi. Đây lấy cục cho. Dạ. Rồi được góp tiền chị đếm được bao nhiêu không? Năm mới hai chị em chơi lớn luôn. Quán mà tặng nước ngọt luôn. Dạ, dạ tặng cho cô chú uống lấy lọc đồ nào. Quá trời tiền luôn. Dạ, rồi vậy. Đếm xem hôm nay bán cái nồi canh bún được bao nhiêu tiền nha mà cô chú. Năm mới thì hai chị em cũng nấu cái món mới để cho bà con thưởng thức. Dạ. Nhiều tiền thôi 40.000 một hai. 40. 100, 200, 300, 350. 400. 402, 403, 435.000, 435.000, có lẽ 5.000. Được 435.000. Dạ. Rồi. Dạ hôm nay thì năm mới thì hai chị em cũng nấu nồi canh bún để bán cho bà con nha. Dạ, vừa dọn ra thì bà con cũng ủng hộ hết cái nồi canh bún của hai chị em luôn, bán thì cũng được 430 mấy ngàn. Giờ hai chị em cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị và bạn đã luôn quan tâm và ủng hộ kênh Hương Quê. Dạ xin chào. Xin chào cả nhà.